Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với nhật ký Todai của Mỹ Hạnh, hay còn gọi là Mi Han. Thì mọi người cũng biết là mùa hè ở Nhật thì nó cũng rất là nóng và cũng không có loại hoa nào đặc biệt ở trong mùa hè như là hoa anh đào vào mùa xuân hay là lá vàng lá đỏ vào mùa thu. Tức là không có những cái khung cảnh thiên nhiên đặc sắc. Vậy nên là ở Nhật thì họ có một cái hình thức giải trí vào mùa hè, đấy là tạo ra các cái lễ hội bắn pháo hoa. Thì ví dụ như ở nước mình thì mọi người hay bắn pháo hoa vào dịp Tết đúng không? Thế nhưng mà ở Nhật thì bắn pháo hoa nhiều nhất là vào mùa hè, và thường thì là họ sẽ bắn pháo hoa vào các cái ngày cuối tuần trong suốt tháng 7, tháng 8, và sẽ được tổ chức ở rất nhiều nơi ở các quận khác nhau. Các địa điểm tổ chức thì là thường ở bên cạnh bờ sông. Mình nghĩ là vì an toàn ấy, thế nên là bắn pháo hoa ở gần bờ sông, cách xa khu dân cư một chút thì sẽ an toàn hơn và có thể tập trung được nhiều người ngắm pháo hoa hơn. Thì hôm nay mình là anh Cảnh cùng chị Nga, xuất phát từ trường, chúng mình sẽ đi ngắm pháo hoa ở Adachi. Thì chúng mình đi tàu đến đây thì đã khá là đông rồi. Thông tin về cuộc bắn pháo hoa thì cũng thường được công bố trước đó khoảng tầm một tháng. Nhưng mọi người có thể tham khảo các thông tin ở trên internet, mọi người cũng chia sẻ các thông tin rất là nhiều và cũng có thời điểm bắt đầu bắn pháo hoa luôn. Thì hôm nay bọn mình đến là khoảng 7 giờ bắn pháo hoa, thì lúc bọn mình đến là đến cái ga đấy là 6 rưỡi, là khá là muộn rồi. Tại vì là đi bộ ra nữa này và rất là đông nữa. Thế là trong lúc bọn mình vừa mới đến chỗ bờ đê này thì là pháo hoa đã bắt đầu rồi. Và pháo hoa thì bắn rất là tầm tầm khá là tầm trung, cũng không phải là tầm thấp, cũng không tầm cao quá, nhưng mà mọi người đứng từ xa nên lúc bọn mình mới đến thì cũng còn khách cách ra chỗ đấy cũng tầm khoảng nửa nửa cây số cái chỗ địa điểm bắn, nhưng mà vẫn có thể nhìn rất là rõ. Và bọn mình vẫn còn đang cố gắng di chuyển ở phía trên bờ đê để đi xuống cái phía bên dưới bờ sông này thì sẽ rộng rãi hơn. Lúc mà bọn mình đến ấy thì người vẫn còn đang rất là chật cứng luôn và cố nhích từng bước một. Thế nhưng mà bởi vì là pháo hoa bắt đầu, thế nên là nhiều người lại đứng lại để quay clip và chụp ảnh, cũng giống như mình thôi. Thế nên là tự dưng cái tốc độ đi của mọi người bị giảm hẳn ấy, thế là cứ nhích từng bước một. Một kinh nghiệm cho mọi người là mọi người có thể cắt hàng đi thẳng xuống dưới cái chỗ bờ đê, nó hơi dốc một chút, nhưng mà mọi người cứ đi thẳng, đi ngang xuống cái bờ đê á, đừng đi theo dòng người, đi vòng lên trên rồi mới cua xuống, đi mình lao luôn xuống cái dưới bờ đê đấy, nó hơi dốc một chút thôi, không quá dốc đâu, thì mình sẽ xuống thẳng về phía bên dưới thì khá là rộng rãi luôn. Lúc đầu bọn mình xuống á, thì bọn mình định ngồi xuống luôn ở chỗ này, thế nhưng mà chợt nhận ra là có một cái cầu ở ngay đằng trước và nó sẽ hơi chắn tầm nhìn một chút, thế nên là bọn mình lại tiếp tục di chuyển đến sát cái chỗ chân, chỗ cái điểm bắn, nên là bọn mình quyết định di chuyển đến sát cái chân chỗ điểm bắn luôn. Và chỗ này thì tầm nhìn rất là thoáng. Và lúc mà bọn mình yên vị thì cũng còn khoảng tầm 30 phút nữa mới hết. Thế bọn mình cũng ngồi ngắm pháo hoa rất là say sưa. Và bọn mình cũng có mang bạt này. Đến những cái mùa như là mùa hoa anh đào này, rồi mùa bắn pháo hoa này, hay là mùa lá đỏ này, thì ở Nhật, ở các cửa hàng tiện lợi đều có bán những cái tấm bạt mỏng để mọi người dùng một lần ấy, thì là tấm bạt trải kiểu picnic. Thì bọn mình cũng mua một cái và cũng mua thêm kiểu đồ ăn vặt, bim bim các thứ, và ngồi đây vừa nói chuyện vừa ngắm pháo hoa vừa ăn đồ ăn vặt. Thì cái chỗ này bọn mình ngồi khá là thưa luôn, nhìn thì có vẻ đông nhưng mà mọi người đều có một chỗ ngồi riêng của mình. Và mọi người cứ đi vào bên trong nha, thì kiểu gì cũng sẽ có chỗ nào đó trống trống để ngồi. Pháo hoa ở Nhật thì thực sự là bắn rất là đẹp luôn. Mình thấy còn đẹp hơn cả pháo hoa Tết ở Việt Nam mình nữa. Bởi vì bắn rất là lâu luôn ấy. Mỗi một lần bắn như này thì họ bắn tầm khoảng một tiếng đồng hồ. Và cái lần này mà mình đi ấy thì pháo hoa cũng chưa phải là cái đợt mà bắn lớn nhất. Có những đợt bắn pháo hoa quy mô to hơn. Thì ở những cái này mọi người có thể tham khảo thông tin ở trên mạng nha. Sẽ có những cái thông tin chi tiết về các cái đợt bắn pháo hoa lớn. Và nếu như thế thì mọi người nên đến trước tầm khoảng 2 tiếng, 3 tiếng. Đến trước để lấy chỗ gần cái địa điểm bắn này, và chọn cho mình một cái chỗ có tầm nhìn thật là thoáng để có thể ngắm pháo hoa một cách trọn vẹn nhất. Mỗi cái lần đi ngắm pháo hoa này thì cũng có rất là nhiều những cái bạn như kiểu như ảnh gia đến đây để chụp ảnh pháo hoa.
Và nếu như mọi người có tìm ở trên mạng thì cũng sẽ thấy có những cái màn pháo hoa cực kỳ đẹp luôn, giống như kiểu là đang tham gia cái cuộc thi bắn pháo hoa toàn thế giới ấy. Bởi vì là họ đi săn và chụp những cái bức ảnh pháo hoa ở những cái lễ hội hoa bắn pháo hoa quy mô siêu lớn của Nhật. Thế nên là nếu như mà mọi người có thời gian vào mùa hè thì hãy tranh thủ rủ bạn bè cùng đi ngắm và xem những cái buổi bắn pháo hoa như thế này nhé. Những cái đợt bắn pháo hoa mà to nhất ấy, thì thường là diễn ra vào cuối chương trình, khi mà còn tầm khoảng 10 phút thì là sẽ là đợt bắn pháo hoa lớn nhất, và khi đó thì pháo hoa sẽ được bắn kèm với cả âm nhạc cũng được phát luôn. Và nếu như mà mọi người canh thì có thể chụp được những bức ảnh cực kỳ rực rỡ, quay được những cái video cực kỳ đẹp luôn. Mọi người cũng có thể thấy là trong video mình quay thì có rất là nhiều bạn nữ mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản. Trang phục truyền thống mùa hè của Nhật Bản là yukata, thì các bạn ý mặc đấy cũng là một cái truyền thống của người Nhật Bản, đấy là mặc yukata đi ngắm pháo hoa. Không chỉ là nữ mà các bạn nam cũng cũng mặc yukata, nhưng mà mình thấy bây giờ thì các bạn nam ít mặc hơn. Nhưng mà theo truyền thống thì là người Nhật sẽ mặc yukata và ngắm pháo hoa vào lễ hội pháo hoa của mùa hè. Một truyền thống khá là hay đúng không? Mình thấy là ở Nhật Bản họ cũng có những cái hoạt động như thế này để giữ gìn cái bản sắc văn hóa truyền thống của họ rất là hay ấy. Nhưng mà theo mình được biết thì là mỗi cái lần bắn pháo hoa này thì tốn rất là nhiều tiền luôn. Thế nên là có chị bạn mình từng bảo là đi ngắm pháo hoa là đi xem cách mà nước giàu người ta đang giải trí như thế nào, giải trí kiểu người giàu là như thế nào. Đúng là mùa hè thì ít những cái hoạt động du lịch hơn, thì họ tạo ra cái lễ hội pháo hoa để bù đắp lại cho cái việc là ban ngày thời tiết rất là nóng và cũng không có nhiều cái cảnh quan thiên nhiên đặc sắc như là mùa thu hay là mùa xuân. Mùa hè thì thường là mọi người sẽ đi lên những cái vùng phía Bắc thì thời tiết sẽ mát mẻ hơn, tầm khoảng 15-20 độ gì đó thì sẽ mát hơn, ở Tokyo tầm 40 độ ấy. Tuy nhiên thì nếu như mà không thể đi xa thì mình vẫn có các cái hoạt động giải trí như thế này. Thực ra thì mọi người đều biết là pháo hoa bắt nguồn từ Trung Quốc, thế nhưng mà nó được du nhập vào Nhật Bản và phát triển mạnh mẽ. Mình cảm thấy là cái những cái lễ hội pháo hoa ở bên Nhật Bản thì được phát triển hơn bên Trung Quốc khá là nhiều, và nó như là một nét văn hóa của bên nước Nhật Bản luôn. Lễ hội pháo hoa cùng với yukata là nó là một cái văn hóa mùa hè của Nhật Bản luôn rồi ấy. Và Nhật Bản thì họ cũng rất là đầu tư cho mỗi cái lần bắn pháo hoa này. Những cái đợt bắn quy mô nhỏ thì ít thì cũng 3.000 4.000 quả, không thì cũng 7.000 8.000 quả. Còn những cái lần mà quy mô lớn thì có thể lên đến 13 14 15.000 quả, hoặc có thể lên tới tận 20 22.000 quả bắn lên mỗi lần. Như thế thì mọi người đủ để biết là bên Nhật Bản họ chú trọng vào cái văn hóa mùa hè này như thế nào và họ đầu tư nó như thế nào. Mọi thứ thì diễn ra hoàn toàn là miễn phí với người dân nha. Ai cũng có thể đến và thưởng thức những cái màn pháo hoa rất là đặc sắc như thế này. Ở Tokyo thì mọi người có thể tham khảo cái đợt bắn pháo hoa mà ở gần tháp Tokyo Skytree ấy, thì sẽ là cái đợt bắn pháo hoa rất là lớn, tầm khoảng 20.000 quả, và thường thì họ còn truyền hình trực tiếp ở trên TV nữa. Có lẽ là mọi người nếu học tiếng Nhật thì đều biết là pháo hoa ở trong tiếng Nhật là Hanabi, thì các nghĩa từng chữ thì có chữ Hana nghĩa là hoa, còn chữ Bi thì nghĩa là lửa. Đấy là những cái bông hoa trên bầu trời mà được tạo ra từ những cái đốm lửa, giống như những cái bông hoa lửa trên bầu trời ấy. Thì mặc dù là nó chóng tàn thế nhưng mà nó lại có một cái vẻ đẹp rất là rực rỡ. Và người Nhật thì họ có một cái quan điểm, đấy là cái vẻ đẹp mà nó càng mong manh thì nó càng đáng được trân trọng và nó càng đáng quý. Thế nên là những cái bông pháo hoa mà nở trên bầu trời và sau đó thì nhanh chóng tàn lụi mất, thế nhưng mà họ rất là trân trọng, họ rất là yêu quý những cái điều như thế. Và ở Nhật thì họ còn có tên gọi cho từng loại pháo hoa, ví dụ như là phân loại dựa theo hình dáng pháo hoa này, và phân loại dựa theo các cái chuyển động của pháo hoa, đủ để chúng ta thấy là họ rất là trân trọng cái văn hóa bắn pháo hoa mùa hè này. Ở Việt Nam mình thì có cái lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, thì theo mình được biết thì bên Nhật Bản cũng có cử đội sang tham dự vào 3 lần, đấy là năm 2010, 2013 và năm 2017, chỉ tham gia 3 năm thôi.
Thực ra thì lúc ở Việt Nam mình không quá quan tâm đến pháo hoa cho lắm, bởi vì là thường thì chỉ bắn vào giao thừa thôi ý. Nhưng mà qua Nhật này thì được ngắm pháo hoa trực tiếp với cái quy mô lớn như thế này, thì mình nhận ra là pháo hoa ở trên màn hình và pháo hoa ở bên ngoài là thực sự rất là khác nhau. Trước đấy thì mình nghĩ là cũng không cần thiết phải chen lấn xô đẩy giữa đêm giao thừa để ngắm pháo hoa để làm gì, mình ở nhà mình xem trên tivi cũng được. Thế nhưng mà ở đây thì thực sự là mình cảm nhận được một cái không khí nó khác biệt hoàn toàn luôn. Và trong suốt cái quá trình ngồi xem ấy, mình không biết nói gì, chỉ có ố á mỗi lần nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời nó rực rỡ như thế nào. Mọi người cũng có thể thấy là ngoài việc là tổ chức pháo hoa ở gần phía bờ sông, cách xa khu dân cư để đảm bảo an toàn, thì phía đằng sau đây mọi người có thể thấy là rất nhiều các cái xe cứu hỏa đang chờ sẵn để nhỡ chẳng may có sự cố thì có thể ứng phó kịp thời. Có rất là nhiều xe cứu hỏa đã túc trực sẵn ở đây. Thì vừa rồi là cái màn bắn pháo hoa cuối cùng, màn bắn pháo hoa hoành tráng nhất để kết thúc cái buổi bắn pháo hoa ngày hôm nay. Thì sau khi đó thì mọi người bắt đầu rời đi, thì chúng mình ngồi thêm nói chuyện thêm một chút để chờ mọi người vãn bớt thì chúng mình về sẽ dễ dàng hơn. Bởi vì lúc mà bọn mình đi thì bọn mình đều chưa ăn uống gì, thế nên là bọn mình quyết định là vào một cái cửa hàng nướng một người để ăn tối. Thì cái cửa hàng nướng này sẽ có những cái suất mà một người khá là rẻ, tầm khoảng từ 900 yên, 990 yên gì đó. Mình sẽ đặt món ở trên bảng điện tử, và sau đó thì sẽ có số của bàn mình. Khi nào mà số hiện ra ở trên màn hình thì mình sẽ đến cái quầy để lấy đồ, tự lấy đồ về. Và cũng có nước miễn phí là mình cũng tự phục vụ này. Và một cái suất một người mà hôm nay chúng mình gọi thì gồm có thịt ướp này, và cái đĩa bên kia là lưỡi, có một bát kim chi, một cốc canh rong biển, một bát cơm, và có một khay để đổ sốt. Thì ở trên bàn cũng có những cái chai sốt để mình chấm thịt. Ở bên dưới thì sẽ có những cái đồ cần thiết như là khăn ướt này và đũa. Mình cũng được chuẩn bị một cái kẹp để nướng thịt luôn. Và ngay đằng trước mình thì là một cái bếp ga để mình có thể nướng thịt trực tiếp. Ăn đến đâu nướng đến đấy nên là rất là ngon và vẫn còn nóng luôn nha mọi người. Mình nướng đến đâu thì mình chấm sốt này, cho vào bát ăn đến đấy luôn. Lúc bọn mình vào thì cũng khá là muộn rồi á, tại vì bọn mình đi 3 người, thế nên là họ cũng cố gắng chờ khi mà có 3 cái bàn liên tiếp gần nhau để bọn mình được ngồi cạnh nhau. Tuy nhiên vì chờ như vậy nên là bọn mình cũng phải đợi hơi lâu một chút, và gần như bọn mình là những khách hàng cuối cùng của quán luôn. Khoai trộn bia vào anh Cảnh, khoai trộn bia vào chị Nga. Lúc đói thì ăn gì đúng không? Ngon lắm, ngon lắm. Không đâu. Nhưng mà đồ này cũng ít mà chị mình ăn chắc cũng tầm. Vậy nha, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.